Số người thiệt mạng trong vụ nổ tại nhà máy phân bón ở Texas, Mỹ có thể lên tới 35 người. Trong lúc này, thì lực lượng cứu hộ vẫn đang cố gắng tìm kiếm các nạn nhân. Phát biểu hôm nay, người đứng đầu chính quyền thị trấn West, nơi xảy ra vụ nổ, ông Tommy Muska cho biết 10 người đầu tiên đã được xác nhận thiệt mạng trong vụ nổ và có khoảng 25 người khác có thể đã bị thiệt mạng trong các ngôi nhà bị phá hủy bởi vụ nổ này. Trong lúc này, thì lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân. Thống đốc bang Texas Ricky Perry cho biết ông đã tuyên bố thảm họa tại khu vực này và kêu gọi viện trợ liên bang từ Tổng thống Barack Obama. Vụ nổ xảy ra khoảng 20 phút sau khi lực lượng cứu hỏa đang cố gắng dập tắt một đám cháy trong nhà máy. Vụ nổ đã san phẳng hàng chục ngôi nhà, một trường học và một trại điều dưỡng và gây chấn động tương đương một trận động đất nhỏ.